Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs, xin hãy nhấn nút subscribe hay là nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Laden nhé. Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới. Laden xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, 17 tháng 5 năm 2021, Laden xin gửi đến quý vị một số thông tin chính như sau. Thứ nhất, thêm một tiểu bang công bố cắt $300 tiền trợ cấp thất nghiệp và một tiểu bang đang cân nhắc về việc này. Thông tin thứ hai, các nhà lập pháp có phản ứng gì trước vấn đề này? Theo văn bản của đạo luật CARES, các tiểu bang có được quyền cắt chương trình PUA hay không? Thông tin thứ ba, tiểu bang Pennsylvania ngưng chương trình EB. Điều gì sẽ xảy ra sau khi chương trình này chấm dứt? Và sau đây là phần tin thứ nhất. Trong video số 333, Laden đã chia sẻ với quý vị danh sách của 16 tiểu bang đã có thông báo chính thức rằng tiểu bang của họ sẽ không tham gia vào các chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang nữa. Ngoài 16 tiểu bang đó, tiểu bang Alaska sẽ là tiểu bang thứ 17 thông báo họ sẽ cắt trợ cấp thất nghiệp của liên bang $300 mỗi tuần của tiểu bang họ vào ngày 12 tháng 6 năm 2021 sắp tới. Tuy $300 bị cắt, tức là chương trình FPUC bị cắt, nhưng các chương trình PUA và PEUC ở tiểu bang Alaska vẫn tiếp tục được trả đến ngày 6 tháng 9 năm 2021. Điều này có nghĩa là nếu quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp ở chương trình PUA hoặc là chương trình PEUC ở tiểu bang Alaska, thì quý vị vẫn tiếp tục được nhận cho đến ngày 6 tháng 9 năm 2021. Nhưng bắt đầu từ ngày 12 tháng 6 năm 2021, thì quý vị sẽ không được nhận $300 mỗi tuần nữa. Vậy, theo sau 17 tiểu bang trên, sẽ là những tiểu bang nào nữa? Có thể đó sẽ là tiểu bang New Hampshire. Tuy chưa nói rõ là ngày nào và cũng chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng vào chiều ngày thứ Sáu, 14 tháng 5 năm 2021, Thống đốc tiểu bang New Hampshire cho biết ông có thể sẽ chấm dứt chương trình $300 mỗi tuần của liên bang cho người thất nghiệp ở tiểu bang vào trước tháng 9 năm 2021. Trước tình hình, mỗi ngày, mỗi có thêm nhiều tiểu bang công bố sẽ không tham gia vào các chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang nữa. Các nhà lập pháp có phản ứng gì không? Người đầu tiên lên tiếng yêu cầu Nhà Trắng hãy đấu tranh để giữ lại chương trình PUA cho những người lao động tự do là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Ông kêu gọi Bộ Lao động hãy tiếp tục cung cấp chương trình PUA cho những người đủ điều kiện ở những tiểu bang tuyên bố cắt những chương trình này. Ông cho biết vấn đề ở đây không phải là thiếu hụt lao động, mà vấn đề là từ tiểu bang này đến tiểu bang khác, người lao động buộc phải làm việc với tiền lương quá thấp và những phúc lợi xã hội quá ít ỏi. Trong thư gửi cho Tổng thư ký Bộ Lao động Marty Walsh, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cho biết, ông Tổng thư ký của Bộ Lao động Marty Walsh phải có trách nhiệm bảo đảm người lao động phải được nhận những lợi ích của chương trình PUA ngay cả khi các tiểu bang đe dọa bỏ chương trình này. Và theo điều khoản 2102B trong đạo luật CARES, yêu cầu Bộ Lao động phải cung cấp chương trình PUA cho những người lao động đủ điều kiện bị thất nghiệp. Theo những văn bản trong đạo luật CARES, đạo luật này cho phép các tiểu bang có quyền quyết định đối với những chương trình trợ cấp thất nghiệp khác, thí dụ như chương trình FPUC, tức là $300 mỗi tuần, và chương trình PEUC. Tuy nhiên, Quốc hội không cho phép các tiểu bang được quyền hủy bỏ chương trình PUA. Và ngoài ra, đạo luật CARES cũng yêu cầu rằng chương trình PUA phải bao gồm cả $300 trong đó, ngay cả khi các tiểu bang đã chọn không tham gia vào những chương trình khác. Quý vị thân mến, theo những lý luận được đưa ra trong lá thư này của ông Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, tiểu bang không có quyền hủy bỏ chương trình PUA. Và chương trình PUA, theo văn bản trong đạo luật CARES, yêu cầu phải kèm theo $300 mỗi tuần. Do đó, ông Bernie Sanders yêu cầu ông Tổng thư ký của Bộ Lao động hãy đại diện cho người lao động và can thiệp vào vấn đề này. Quý vị thân mến, và đó là một số diễn tiến về việc nhiều tiểu bang tiếp tục
tuyên bố không tham gia vào các chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang. Một số tiểu bang cắt bỏ tất cả những chương trình của liên bang, bao gồm PUA, PEUC, FPUC, tức là $300 mỗi tuần, MEUC, tức là $400 mỗi tuần, chẳng hạn như tiểu bang Idaho. Và cũng có một số tiểu bang tuyên bố chỉ cắt chương trình $300 mỗi tuần, nhưng giữ lại chương trình PUA và PEUC. Còn ở phần tiếp theo của video này, Liden xin chia sẻ với quý vị về tiểu bang Pennsylvania công bố chấm dứt chương trình EB ở tiểu bang mình. Chương trình EB hay còn gọi là Extended Benefit là một chương trình hỗ trợ thất nghiệp, có sự kết hợp giữa liên bang và tiểu bang. Chương trình này chỉ có ở những tiểu bang có tỷ lệ thất nghiệp cao. Khi tỷ lệ thất nghiệp ở một tiểu bang nào đó hạ xuống dưới mức khoảng 6%, thì chương trình EB ở tiểu bang đó sẽ chấm dứt. Theo báo cáo hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp ở tiểu bang Pennsylvania đã hạ xuống dưới 5%. Do đó, sở thất nghiệp của tiểu bang đã ra thông báo chấm dứt chương trình EB vào tuần lễ kết thúc vào ngày 15 tháng 5 năm 2021. Điều này có nghĩa là bắt đầu vào ngày hôm nay, thứ Hai, 17 tháng 5 năm 2021, những quý vị nhận chương trình EB ở tiểu bang Pennsylvania sẽ không còn nhận chương trình này nữa. Nếu không còn nhận chương trình EB, thì tiểu bang sẽ chuyển quý vị sang chương trình nào? Theo thông báo của Sở Thất nghiệp tiểu bang, quý vị sẽ được chuyển sang chương trình PEUC. Cũng theo thông báo từ Sở Thất nghiệp của tiểu bang, quý vị không cần phải làm gì cả, mà tiểu bang sẽ tự động chuyển quý vị sang chương trình mới này. Số tiền hàng tuần của quý vị, hay còn gọi là WBR, vẫn không thay đổi, tức là vẫn bằng với số tiền mà quý vị nhận hàng tuần theo chương trình EB. Quý vị thân mến, sau đây, Lê Đinh xin được phép tóm lại những thông tin chính trong video ngày hôm nay. Tính đến ngày hôm nay, có ít nhất là 17 tiểu bang đã ra thông báo không tham gia vào những chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang nữa. Và một số tiểu bang khác cũng đang cân nhắc về việc tham gia với các tiểu bang này. Việc này đã gây ra một số phản ứng từ những nhà lập pháp, cũng như gây ra nhiều tranh cãi về quyền của các tiểu bang được rút ra khỏi các chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang hay không, đặc biệt là chương trình PUA. Theo lời của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, Quốc hội không cho quyền các tiểu bang được hủy bỏ chương trình PUA từ những người lao động. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là các tiểu bang không có quyền được cắt chương trình PUA. Và PUA cũng phải được kèm theo $300 mỗi tuần. Linden và quý vị sẽ cùng theo dõi tiến triển của vấn đề này trong thời gian sắp tới. Một thông tin khác có liên quan đến những quý vị đang nhận chương trình EB ở tiểu bang Pennsylvania. Chương trình EB ở tiểu bang Pennsylvania đã chấm dứt vào cuối tuần rồi, vì tỷ lệ thất nghiệp của tiểu bang đã hạ xuống thấp hơn 6%. Những quý vị nào đang hưởng chương trình EB sẽ được chuyển sang chương trình PEUC với số tiền hỗ trợ hàng tuần vẫn bằng những số tiền mà quý vị đang nhận mỗi tuần ở chương trình EB. Quý vị thân mến, và đó là những thông tin mà Lê Đinh muốn gửi đến cho quý vị trong video ngày hôm nay. Lê Đinh hy vọng video này mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị. Lê Đinh rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đối với Lê Đinh Vlogs USA. Trước khi tạm chia tay, Lê Đinh xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.